Lời nói đầu tiên cho phép Lân được gửi lời chào đến đại gia đình cũng như là họ nhà trai và họ nhà gái có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời chào thân thương và trân trọng nhất. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thì nhân dịp là nhờ có anh Duy Thanh cho nên là Hồng Loan mới có cơ hội được đứng ở đây để góp vui trong cái ngày vui trọng đại như thế này, những ca khúc mà gia đình mình yêu thích. Đó là một cái niềm vui rất là lớn của Hồng Loan. Cho nên là 4 giờ sáng thì đã ra sân bay để kịp ra ngoài đây, mặc sẵn đồ như thế này để ra đây cho kịp giờ. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết nó không có được khô ráo, cho nên là ra đây Hồng Loan nó hơi bị ướt một tí xíu, cũng mong gia đình thông cảm. Và bây giờ thì một ca khúc đầu tiên, Thể Theo Lời Yêu Cầu, một sáng tác rất là dễ thương của nhạc sĩ Minh Kỳ Lê Dinh, nhạc phẩm được mang tên Cánh Thiệp Đầu Xuân. Hoa lá nở thắm đẹp là môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết thương, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân xa. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, quý vị thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, và đặc biệt là kính chúc đôi Tân Lan và Tân Gia Nhân trăm năm hạnh phúc ạ. Thương em nhớ tim người sẽ xưa,
người người ta đơn theo hồ tháng đôi bên, một ngày nên xin một bước em nên người vợ yên, bỏ lại dòng lên bầy em ngân ngác đứng trông theo mặt đường. Của mình sẽ trao cho mình thật là nhiều tình yêu. Xin chúc cho em